Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói về lịch sử truyền giáo của giáo hội tại Iraq. Kế đến là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Vực sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo, mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận. Dù là phía cuối nơi sâu vực sâu, mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn. Dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình giật bao dung từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4, từ câu 43 đến câu 54. Sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê. Chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ. Bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua, có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. Khi nghe tin Đức Giê-xu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giê-xu nói với ông, các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu. Viên sĩ quan nói, thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất. Đức Giêsu bảo, ông cứ về đi, con ông sống. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về. Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp, và nói là, con ông sống rồi. Ông hỏi họ, con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào? Họ đáp, hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình, con ông sống. Nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê. Quý vị và các bạn thân mến,
khi dân chúng đang lâm cảnh lầm than khổ cực. Ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 đã tiên báo một viễn cảnh hạnh phúc thời Đấng Mêsia. Đấng sẽ đem lại cho dân cảnh an bình thịnh vượng. Này đây ta sáng tạo trời mới đất mới. Này đây ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỷ, và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Nơi đây sẽ không còn nghe tiếng khóc than kêu la. Nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn. Một viễn cảnh thật đẹp và tràn đầy bình an và hạnh phúc. Trong viễn cảnh này, con người được sống trong nước của Thiên Chúa, sống gần gũi với Ngài và tham dự vào sự sống thần linh với Ngài. Viễn cảnh tuyệt đẹp ấy được hiện thực hóa nơi Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu Đấng Mêsia đã đến, khai mở một trời mới đất mới cho nhân loại và đem lại sự sống cho tất cả mọi người, cả người ngoại đạo. Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh đứa con trai của một sĩ quan cận vệ của nhà vua vì lòng tin của ông. Viên sĩ quan cận vệ của nhà vua đã tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, tin vào lời sức mạnh của Ngài. Ông cứ về đi, con ông sống. Và người con của ông đón nhận được sự sống, và cả nhà ông lại tìm thấy niềm vui. Chúa Giêsu đã đến vùng Galilê, vùng đất của dân ngoại, đã đem sự sống, bình an và hạnh phúc đến cho mọi người, đặc biệt là gia đình viên sĩ quan cận vệ của nhà vua. Giờ đây, con người được Thiên Chúa trao ban sự sống và được sống gần gũi với Ngài. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang gõ cửa tâm hồn mỗi người qua từng biến cố cuộc đời. Ngài muốn gặp gỡ con người và xóa bỏ đi những vùng đất tối tăm, vùng đất của tội lỗi, vùng đất của dân ngoại, vùng đất vắng bóng Thiên Chúa ngự trị. Chúa Giêsu đang gõ cửa, nhưng điều quan trọng, mỗi người có chịu mở cửa để Ngài bước vào và chữa lành những vết thương nơi tâm hồn chúng ta không, mới là điều quan trọng. Mùa chay là mùa thuận tiện để mỗi người trở về với Chúa, để mỗi người mở toang cánh cửa tâm hồn và đón Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn mà thánh hóa tâm hồn chúng ta qua bí tích giao hòa. Hãy trở về với Chúa, hãy tham dự vào sự sống thần linh của Ngài qua bí tích giao hòa. Chỉ khi trở về với Thiên Chúa, con người mới có được niềm vui và hạnh phúc đích thật. Còn ngược lại, con người sẽ dễ dàng sống trong chiến tranh và khổ đau khi họ tôn thờ quyền lực và tiền bạc. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ăn năn và mau mắn trở về với Chúa qua bí tích giao hòa, dù chúng con tội lỗi rất nhiều. Xin cho chúng con được đắm mình trong tình thương của Chúa, chứ đừng chạy theo thần nào hay những cám dỗ thế gian nào. Amen. Con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chia vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng tết đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi, con đâu dám dỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu xin cho các tín hữu được ơn nhìn thấy những người nghèo khổ đang gõ cửa tâm hồn. Lòng tin đích thật sẽ giúp chúng ta nhìn thấy những người nghèo khổ. Chính ở đó, Đức Giêsu đang gõ cửa tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua tại nguyện đường Thánh Marta. Trong bài tin mừng theo Thánh Luca, Đức Giêsu đã nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn về một ông nhà giàu mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình, và ông không nhận ra có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, đang nằm trước cổng nhà ông. Khởi đi từ bài tin mừng đó, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người, hãy tự hỏi mình xem, tôi là một Kitô hữu đang bước đi trên con đường giả dối, chỉ biết nói suông, hay tôi là một Kitô hữu đang bước đi trên con đường sự sống, tức là con đường của hành động, của thực hành. Ông nhà giàu kia chắc chắn đã tuân giữ tất cả mọi giới răn, mỗi ngày Sa-bát đều đến hội đường, và mỗi năm một lần đều lên đền thờ. Chắc chắn, ông là một tín hữu sùng đạo. Nhưng ông lại là một người khép kín, tự khóa mình trong một thế giới nhỏ bé riêng tư, thế giới của những ngày yến tiệc linh đình, của lụa là gấm vóc, của những phù phiếm xa hoa. Một con người khép kín trong những bong bóng phủ vân. Ông không có khả năng nhìn thấy những điều khác, nhưng chỉ bó hẹp trong thế giới riêng của mình. Ông không nhận thấy những gì đang diễn ra bên ngoài thế giới đóng kín của ông. Không nghĩ đến nhu cầu của rất nhiều người, và sự cần kiếp của biết bao kẻ đang ốm đau, bệnh tật. Ông chỉ nghĩ đến mình, đến sự giàu sang và cuộc sống êm ấm của mình. Người nghèo chính là Thiên Chúa đang gõ cửa tâm hồn chúng ta. Ông nhà giàu rõ ràng là một tín hữu mộ đạo, nhưng lại không nhìn thấy những con người khốn khổ xung quanh. Bởi vì ông đóng kín trong chính mình. Có những người đang ở ngay trước cổng nhà, nhưng ông không hề nhìn thấy. Ông đã bước đi trên con đường dẫn đến sự giả dối, vì ông chỉ tin tưởng vào chính mình, và của cải của mình, chứ không hề đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Như thế, ông chẳng để lại cho đời được gia sản gì. Và một điều khiến chúng ta tò mò là, ông không hề có tên tuổi. Tin mừng chỉ đề cập đến ông bằng một tính từ chung chung, ông nhà giàu kia. Như thế, tên tuổi của chúng ta cũng sẽ tiêu tan đi, chỉ còn là một tính từ mô tả nếu chúng ta mất đi căn tính và sức mạnh nội tâm của mình. Ông nhà giàu là một hình ảnh tượng trưng cho những người giàu có, quyền lực, có thể làm được mọi chuyện. Ông cũng là hình ảnh của những linh mục chức nghiệp, của những giám mục chức nghiệp. Nhiều lần trong đời, có những người xuất hiện với chúng ta chỉ bằng những tính từ mô tả, chứ không phải bằng tên, vì họ không còn căn tính nữa, giống như ông nhà giàu trong tin mừng. Nhưng tôi tự hỏi, Thiên Chúa là Cha nhân từ, có dù lòng thương xót ông nhà giàu này hay không? Thiên Chúa có gõ cửa đánh động tâm hồn ông không? Tôi nghĩ là có. Ngay trước cửa nhà ông, Chúa đã gửi đến Lazaro, một người có tên tuổi. Anh Lazaro với những khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật, chính là Thiên Chúa đang gõ cửa nhà ông. Nếu ông biết mở cửa, lòng thương xót Chúa sẽ đi vào. Nhưng không, ông đã không nhìn thấy anh Lazaro khốn khổ này. Ông đã đóng kín mình lại. Đối với ông, bất cứ ai, bất cứ điều gì ở bên ngoài cánh cửa thì chẳng là gì hết. Ơn được nhìn thấy người nghèo. Chúng ta đang ở trong mùa chay thánh, và thật là hữu ích nếu chúng ta cũng biết hỏi mình rằng, tôi đang bước đi trên con đường sự sống hay con đường dẫn tới giả dối? Đã bao nhiêu lần tôi đóng cửa tâm hồn mình lại? Đâu là niềm hoan lạc của tôi, nói suông hay hành động? Tôi có dám bước đi ra khỏi chính mình để gặp gỡ và giúp đỡ tha nhân không? Bởi vì đó chính là hành vi của lòng thương xót. Hai niềm vui của tôi
là tất cả mọi sự đã được định sẵn rồi, và tôi tự đóng kín trong chính mình. Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn được nhìn thấy những Lazaro trong cuộc đời hiện tại của chúng ta, đang nằm trước cửa nhà chúng ta. Những anh Lazaro ấy đang gõ cửa tâm hồn chúng ta. Và nếu chúng ta biết mở cửa và bước ra khỏi chính mình với lòng quảng đại và thái độ cảm thương, thì lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ đi vào tràn ngập tâm hồn chúng ta. Tin Roma, Đức Thánh Cha đau buồn và lên án vụ sát hại bốn nữ tu. Bốn nữ tu thừa sai bác ái và 12 người khác đã bị quân khủng bố sát hại tại một nhà dưỡng lão và săn sóc người tàn tật tại thành phố Aden, Yemen. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn và lên án bạo lực ma quái này. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm ngày 4 tháng 3 năm 2016 cho biết, nữ tu bề trên cộng đoàn đã sống sót nhờ ẩn nấp. Cha Tom Uhunali, dòng Đông Bosco, Ấn Độ, thì bị mất tích sau cuộc tấn công của nhóm khủng bố. Cha sống trong nhà dưỡng lão do các nữ tu phụ trách, từ sau khi nhà sứ thánh gia của cha ở Aden bị cướp phá và thiêu hủy hồi tháng 9 năm ngoái. Yemen ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị từ năm 2011 và thường được coi là bị nội chiến giữa các cộng đoàn Hồi giáo Shiite và Sunnite tranh giành quyền bính. Giữa những căng thẳng ấy, các nhóm khủng bố cũng lộng hành tại nước này, trong đó có những nhóm liên kết với cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS và lực lượng khủng bố Al-Qaeda. Mặc dù hầu hết các tín hữu Kitô đã di tản khỏi Yemen, nhưng một số linh mục dòng Đông Bosco và 20 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta vẫn quyết định ở lại và tiếp tục sứ vụ tại đây. Đức cha Paul Hinder, dòng Cappuccino, Thụy Sĩ, đại diện tông tòa địa phận tông tòa Nam Arabia, trong đó có Yemen, cho biết, lúc 8 giờ rưỡi sáng, ngày 4 tháng 3 vừa qua, có những người mặc quân phục đột nhập khu nhà của các nữ tu, nơi các nữ tu phục vụ ở Aden, giết chết những người canh gác và mọi nhân viên tìm cách ngăn cản họ. Rồi chúng đến gặp các nữ tu và nổ súng sát hại. Trong số bốn nữ tu bị giết, có hai chị người Rwanda, một chị Ấn Độ và một chị người Kenya. Cha Uhunali dường như bị bắt cóc. Đức cha Hinder nói, dấu hiệu thật là rõ ràng, vụ này có liên hệ tới tôn giáo. Trong sự điệp công bố hôm ngày 5 tháng 3 năm 2016, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha kinh hoàng và rất đau buồn khi hay tin vụ giết hại bốn nữ tu thừa sai bác ái và 12 người khác trong nhà dưỡng lão. Ngài cầu nguyện cho những người bị sát hại và bày tỏ sự gần gũi tinh thần với thân nhân họ, cũng như với tất cả những người bị thương tổn vì hành vi vô nghĩa lý và bạo lực ma quái này. Đức Thánh Cha cầu nguyện để vụ sát hại vô ích này thức tỉnh lương tâm con người, đưa tới sự thay đổi tâm hồn và soi sáng cho mọi phe, hãy từ bỏ khí giới và đi vào con đường đối thoại. Nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi phe trong cuộc xung đột, hãy từ bỏ bạo lực và tái quyết tâm phục vụ nhân dân Yemen, nhất là những người cùng khổ nhất, mà các nữ tu và những người trợ tá của các chị tìm cách phục vụ. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành, và đặc biệt, Ngài bày tỏ sự cảm thông trong kinh nguyện và tình liên đới với các nữ tu thừa sai bác ái. Nigeria. Từ năm 2000 đến nay, ít nhất 1,3 triệu Kitô hữu Nigeria phải bỏ nhà cửa tháo chạy. Open Door, một tổ chức đại diện cho các Kitô hữu bị bách hại, đã công bố một bản báo cáo dày 47 trang về bạo lực chống Kitô hữu ở miền Bắc Nigeria. Báo cáo nhận xét rằng, không chỉ có các thứ quân khủng bố Hồi giáo quá khích, trong đó Boko Haram là một ví dụ đáng chú ý nhất, nhưng những thứ Hồi giáo khác như
nhóm Hausa Fulani và các tầng lớp chính trị và tôn giáo theo đạo Hồi ở miền Bắc Nigeria cũng là các diễn viên chính trong những màn bạo lực nhắm vào các nhóm thiểu số Kitô giáo. Hơn nữa, cộng đồng Kitô hữu trong các bang đang áp dụng luật Sharia, đặc biệt ở nhiều vùng thuộc miền Bắc Nigeria, cũng đang phải đối mặt với những thách đố cam go trong một môi trường mà họ phải chịu nhiều thiệt thòi và bị phân biệt đối xử. Báo cáo cho thấy một con số tối thiểu từ 9.000 đến 11.500 Kitô hữu đã bị giết chết. Bên cạnh đó, ít nhất 1,3 triệu người Kitô hữu đã phải bỏ nhà cửa tháo chạy kể từ năm 2000. 13.000 nhà thờ bị đóng cửa hoặc phá hủy hoàn toàn. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chuẩn y các án tuyên thánh và tuyên chân phước. Trong buổi tiếp kiến hôm 3 tháng 3 vừa qua, dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn việc công bố các nghị định tuyên thánh cho 2 vị và tuyên phong chân phước cho 8 vị khác. Các phép lạ nhờ lời cầu bầu của chân phước Manuel González García, sinh năm 1877 và qua đời năm 1940. Và chân phước Elizabeth của Thiên Chúa Ba Ngôi, sinh năm 1880 và qua đời năm 1906, đã được công nhận. Việc công nhận chính thức này mở đường cho việc tuyên thánh cho 2 vị. Đức Cha Manuel González García, nguyên là giám mục Valencia, Tây Ban Nha, và là đấng sáng lập dòng thừa sai thánh thể Nazareth. Chân phước Elizabeth của Thiên Chúa Ba Ngôi là một nữ tu dòng Camelo nhặt phép, người Pháp, và là một nhà văn về tâm linh. Đức Thánh Cha Francisco cũng phê duyệt sắc lệnh công nhận các phép lạ do lời cầu bầu của 2 vị tôi tớ đáng kính của Thiên Chúa, là Cha Marie Eugène, người Pháp, và Sơ Maria Antonia, người Argentina. Do đó, mở đường cho việc tuyên chân phước cho 2 vị. Ngoài ra có 8 vị được tuyên là những bậc đáng kính. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói về lịch sử truyền giáo của giáo hội tại Iraq, do An Lê trình bày. Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối bài thuyết trình của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, về lịch sử phát triển và truyền giáo của giáo hội tại Iraq, trong đại hội về các hậu quả tôn giáo của việc di cư trong các xã hội Âu Châu, tại Đại học Budapest, Hungary, hôm 17 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y Filoni trình bày tiếp trong bài thuyết trình như sau. Ngày nay, các cuộc di cư ồ ạt khỏi vùng đất Lưỡng Hà đã gia tăng mạnh mẽ, vì chiến tranh, kỳ thị, thiếu cuộc chung sống hòa bình và thiếu công ăn việc làm. Tôi đã viết cuốn sách này để lôi kéo sự chú ý trên lịch sử hay đẹp của giáo hội cổ Đông Phương,
được biết tới như giáo hội Kandê. Tôi nghĩ nó cần thiết, vì tôi đã không tìm thấy lịch sử trọn vẹn của giáo hội này, từ đầu cho tới nay. Thật ra, tựa đề cuốn sách nói lên điều đó. Giáo hội tại Iraq, lịch sử, phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới nay. Tôi nghĩ việc hiểu biết lịch sử của Kitô giáo tại vùng Trung Đông, ngày nay là Iraq, không phải là một sự lười biếng văn hóa thái quá, nhưng đúng hơn là một tiếp cận cho phép hiểu biết các lý do và các biến cố thê thảm của vùng này, đồng thời đánh giá cuộc sống văn hóa của nó, cũng như các chứng tá đức tin và các lý do đằng sau sự gắn bó của các Kitô hữu với vùng đất này, cũng như sự thù ghét của các kẻ thù nghịch với họ. Đồng thời, người ta cũng hiểu tâm hồn cao quý của dân tộc này đã được tôi luyện bởi hai thực tại nền tảng. Thứ nhất, họ là một thiểu số. Sự kiện này làm nảy sinh ra các mối dây gắn bó với các giá trị riêng của họ, với gốc gác và nền văn hóa của họ, và là những người thờ tự của các vị tử đạo, là những người mang các giá trị nội tại với đức tin của cha ông, mà không ai khác có thể khoe khoang trong cùng một cách thức. Bất cứ ai đã sống giữa dân tộc này, hay đã đọc và hiểu biết họ, không thể không yêu thương họ. Vì sự hiểu biết gắn bó và làm cho người ta có thể chia sẻ và tham gia. Lịch sử là một chiến thắng trên sự ngu dốt, trên chủ nghĩa ngu dân và bất khoan nhượng. Nó thăng tiến sự kính trọng và là một kích thích đừng lặp lại các sai lầm quá khứ. Chính vì các lý do đó mà tôi nghĩ rằng việc viết ra lịch sử này là điều ích lợi. Lịch sử cho phép người ta hiểu rằng các cộng đoàn sống sót sau hàng thế kỷ bị áp chế, phải trả thuế khóa nặng nề, chịu đựng các vụ hôn nhân được dàn xếp trước, các cấm đoán, kỳ thị thù ghét, bất khoan nhượng, ghen tuông và sau cùng cả các bách hại nữa. Không chỉ chống cự lại tất cả những thứ đó, các Kitô hữu đã có thể sống còn mà không nhượng bộ bất cứ gì liên quan tới đức tin, vì khả năng kiên trì không thể tưởng tượng nổi của họ, cũng như vì khả năng thích ứng trên bình diện thực tiễn và văn hóa. Khi Chúa trở lại, Ngài sẽ có còn tìm thấy đức tin trên trái đất này không? Rồi, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói thêm rằng, cuốn sách này hiện có bằng tiếng Ý, nhưng sẽ được dịch ra tiếng Anh, Tây Ban Nha cũng như Ả Rập. Hy vọng nó cống hiến một sự hiểu biết tốt đẹp hơn liên quan tới vấn đề sinh ra, biến chuyển và phát triển của cộng đoàn Kitô tại Mesopotamia. Nhưng nó cũng hy vọng cho thấy vẻ đẹp, các cuộc khủng hoảng và nhục nhã nó đã phải gánh chịu. Trong bối cảnh xã hội chính trị, chúng giải thích sự cương quyết và chứng tá đức tin trước và trong cuộc bách hại hiện nay. Cộng đoàn Kitô này, giống như một cộng đoàn Kitô thời các tông đồ, đem theo mình kinh nghiệm của 21 thế kỷ của tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội Ngài. Một cộng đoàn sẵn sàng từ bỏ mọi sự hơn là cúi xuống đầu hàng các kẻ chiến thắng vây quanh. Đây là một giáo hội anh hùng, như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa. Không có họ, nghĩa là với họ, tôi đang nghĩ tới tất cả các giáo hội của vùng Trung Đông đang mang cùng một danh hiệu. Vùng này sẽ không còn như thế nữa. Hơn nữa, tôi không thể không nghĩ tới các chủng tộc và các thiểu số tôn giáo khác, thường bị bách hại và khổ đau trong vùng này. Ở đây, chúng ta có một bức khảm đá màu của các quốc gia, các tôn giáo và các niềm tin, mà không có chúng, vùng đất này sẽ bị tàn phá vĩnh viễn. Đây là sự kiện được thừa nhận bởi các chính quyền Hồi giáo, cũng như người dân thường, như họ đã lặp lại với tôi nhiều lần. Và đây là một điều tích cực. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, cần tạo dễ dãi cho sự tiếp tục và cuộc sống của các nhóm thiểu số trong vùng này. Hồi tháng 8 năm 2014, khi Đức Thánh Cha Francisco gửi tôi qua Iraq như đặc sứ của Ngài để quan sát, gặp gỡ, nói chuyện, ôm hôn, cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân khổ đau vì khuynh hướng cuồng tín của nhà nước Hồi IS, tôi đã vô cùng cảm kích và xúc động. Cuốn sách này được viết để làm chứng cho các nạn nhân này mà tôi đã gặp bên Iraq, Kitô cũng như không Kitô, nam giới, phụ nữ, để nói với họ, xin cảm ơn lòng can đảm của anh chị em.
cũng xin cảm ơn những người đã xoa dịu các sợ hãi và âu lo của họ với tình yêu thương và lòng hy sinh. Ước chi lòng can đảm và niềm hy vọng của họ không bao giờ sụp đổ. Được biết, cuốn sách của Đức Hồng Y Philoni dài 255 trang gồm 5 chương, trình bày từ Cộng đoàn Kitô cổ xưa từ khi rao giảng tin mừng cho tới khi giáo hội bên Đông hình thành. Cho đến sự chào đời của Iraq và các liên lạc giữa Tòa Thánh và Iraq. Trong phần kết luận bài phát biểu, Đức Hồng Y Philoni nói rằng, chúng ta đừng quên rằng lịch sử của vùng đất này là một quấn quýt các con người và các biến cố. Hiện tại của nó không thể coi thường quá khứ. Vài khía cạnh xem ra được lặp đi lặp lại. Nhiều cuộc xâm lăng của Mesopotamia, các cuộc chiến kinh khủng khiến nó đẫm máu, các chế độ chuyên chế cưỡng hiếp nó, và lòng tham lam nghi ngấu nó. Các lớn lao và bần cùng, các tàn phá và cướp bóc, bắt cóc và tống tiền, tình yêu và cái chết, tất cả đều đã hiện diện ở đây từ thời không thể nhớ được nữa. Thánh Kinh kể lại nó, các đổ nát nói lên điều đó, và các trận bão cát kêu lên điều ấy. Sách vở tài liệu và sử biên ngày nay ghi chép nó. Câu hỏi cuối cùng của tôi đó là, sẽ vẫn còn có một tương lai tốt đẹp hay không cho đất nước này, cho người dân của nó, kể cả các Kitô hữu? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài thuyết trình của Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, hôm 17 tháng 2 vừa qua tại Đại học Budapest, thủ đô Hungary, với đề tài Giáo hội tại Iraq, lịch sử phát triển và truyền giáo từ đầu cho tới ngày nay. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về bánh và rượu được dùng trong thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể với các dấu hiệu hữu hình là bánh và rượu, cùng với lời đọc khi Ngài trao ban bánh và rượu đã được chúc tụng cho các thánh tông đồ. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của các dấu hiệu hữu hình này. Việc Chúa Giêsu dùng bánh và rượu khi lập phép thánh thể phải được kể là một khía cạnh mới lạ, vì bánh và rượu không thuộc vào yếu tố chính trong bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Đối với rượu, như chúng ta biết, trong bữa tiệc vượt qua có 4 tuần rượu được cử hành với 4 chén đã đổ đầy rượu ngay từ đầu. Nhưng rượu không thuộc về nghi thức tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ của người Do Thái. Biến cố này được đặt trọng tâm trong việc ăn thịt chiên với bánh không men và rau diếp đắng. Rượu được dùng vào trong bữa tiệc vượt qua để làm cho bữa tiệc được thêm trọng thể và cho thấy tính cách quan trọng của các việc chúc tụng được cử hành trong suốt bữa tiệc vượt qua. Còn bánh, trong các bài tường thuật của Phao-lô và ba thánh ký nhất lãm, là bánh không men. Cho dù các thánh ký dùng từ ngữ chỉ bánh thường, nhưng trong khung cảnh lễ vượt qua của người Do Thái, người ta phải hiểu đây là bánh không men. Cho dù bánh và rượu không thuộc vào những yếu tố chính của nghi thức vượt qua,
nhưng rượu và bánh thường được thấy đi liền với nhau trong Cựu Ước. Cả hai được coi như là những ân huệ cần thiết Thiên Chúa ban cho con người, như sách Huấn Đức chương 29 câu 26 đề cập đến. Chúng có ý nghĩa chỉ thời cánh chung, vì đó là sản phẩm của vùng đất Thiên Chúa hứa. Đó là ân huệ mà trong đó Thiên Chúa chúc lành cho dân Ngài đã chọn. Bánh và rượu được ghi nhận trong các lời chúc phúc cho các tổ phụ. Ngay trong bài ca chiến thắng của ông Môi-sen, chúng ta cũng thấy hai yếu tố bánh và rượu. Sách Đệ Nhị Luật chương 32 câu 14. Như thế, hai yếu tố bánh và rượu cũng sẽ có trong bữa tiệc của thời cứu thế như tiên tri Isaiah mô tả nơi chương 55 câu 2, hoặc sách Châm Ngôn chương 9 câu 5. Còn ông Melchisede vừa là vua vừa là tư tế, đã dâng lễ vật là bánh và rượu. Sáng Thế Ký chương 14 câu 18. Trong định chế tế tự tại bàn thờ, ngoài hòm bia thánh còn có bánh thánh hiến. Rồi có việc thầy cả thượng phẩm đổ rượu chan hòa nơi chân bàn thờ, như là hương thơm tho dâng lên đứng tối cao. Sách Huấn Đức chương 49 câu 15. Chúa Giêsu cũng đã cho bánh và rượu ý nghĩa tôn giáo và cánh chung, khi Ngài nói tới hoa trái của cây nho và rượu mới trong nước của cha Ngài. Phúc âm theo thánh Matthew chương 26 câu 29 và Phúc âm theo thánh Marco chương 14 câu 25. Tóm lại, bánh và rượu là những gì cần thiết cho cuộc sống con người, và trong Kinh Thánh có kèm theo ý nghĩa cánh chung và tôn giáo như được nói tới trong lời hứa của giao ước. Từ một vài nhận xét trên về liên hệ của bánh và rượu với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái và bữa tiệc ly của Chúa Giêsu, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của bánh và rượu thế nào trong liên hệ với chính con người Chúa Giêsu Kitô. Từ khi Chúa Kitô đến trong thế gian, và nhất là từ khi Chúa Giêsu thi hành sứ mệnh rao giảng tin mừng, bánh có một ý nghĩa đặc biệt được Chúa gắn cho. Các ý nghĩa này cũng đã thấy có trong Cựu Ước. Trong Phúc Âm, chúng ta không bao giờ thấy Chúa Giêsu gọi mình bằng tước hiệu con chiên, mặc dù Ngài chấp nhận để người ta gọi Ngài bằng tước hiệu này, chiên của Thiên Chúa. Phúc Âm Thánh Gioan chương 1 câu 29. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại tự gọi mình là bánh bảy trời, như người ta thấy trong sách Xuất Ai Cập chương 16 câu 4. Hoặc trong Thánh Vịnh 78 câu 25, cũng như trong sách Khôn Ngoan chương 16 câu 20. Chúa đã công khai giới thiệu mình là bánh từ trời xuống trong bài giảng tại hội đường Capharnaum. Rồi đi từ chủ đề của Cựu Ước về tấm bánh được chia sẻ ra cho kẻ đói nghèo, như tiên tri Jeremiah đã nói tới nơi sách Jeremiah chương 16 câu 7. Chúa Giêsu đã làm phép trên bánh và chia sẻ tấm bánh làm ra. Chúa Giêsu đã làm phép trên bánh và chia sẻ tấm bánh ra nhiều để nuôi những kẻ nghèo khó, đói khát lời Ngài. Phúc âm Thánh Matthew chương 14 câu 19 và chương 15 câu 36. Do đó, nghi thức bẻ bánh có hai ý nghĩa. Trước tiên đó là cử chỉ của vị tôn sư chia sẻ tấm bánh với các môn đồ như người chủ tiệc. Và sau đó nghi thức cũng là cử chỉ bác ái đối với những người nghèo khó, cử chỉ dấn thân, hy sinh, dâng hiến trọn vẹn con người mình như tấm bánh được bẻ ra nhiều để phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khó. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng nghi thức bẻ bánh như là nghi lễ để cử hành mà tưởng niệm Ngài. Ngài không dùng việc ăn chiên vượt qua cũng như các món ăn khác, nhưng lại dùng tấm bánh với nghi thức đầu tiên và biểu trưng của việc bẻ bánh đó. Nghi thức này được coi là bí tích tự nhiên cho thấy bàn tiệc mới do Ngài khoản đãi. Chính vì tính cách đặc biệt và mới lạ của nghi thức bẻ bánh này trong ý định của Chúa Giêsu Kitô, mà giáo hội thời các tông đồ đã gọi tất cả việc cử hành lễ thánh thể là việc bẻ bánh, như được ghi lại nhiều nơi trong sách Tông đồ Công vụ
chương 2, chương 20, chương 27, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 10, câu 16. Từ ngữ, việc bẻ bánh, không loại bỏ việc truyền phép rượu, nhưng nhấn mạnh đến tính cách mới mẻ của nghi thức Chúa làm trong bữa tiệc ly. Quả vậy, lễ thánh thể không mang tính cách đặc biệt mới lạ trong việc dùng rượu, vì người Do Thái cũng làm. Nhưng khi dùng bánh, nghi thức mang tính cách mới mẻ thực sự, vì bánh được dùng để thay thế cho việc ăn chiên vượt qua. Trong phúc âm theo Thánh Luca, Thánh sử đã nhấn mạnh và nói tới việc Chúa Kitô ăn lễ vượt qua. Nhưng khi lập phép thánh thể, thì Chúa lại dùng bánh và truyền cho các môn đệ phải làm cử chỉ này mà nhớ đến Ngài. Nhưng trong khi lập phép thánh thể, thì Chúa lại dùng bánh và truyền cho các môn đệ phải làm cử chỉ này mà nhớ đến Chúa. Như vậy chúng ta đã hiểu được phần nào ý nghĩa của bánh trong truyền thống của Cựu Ước và trong cuộc đời của Chúa Giêsu, cũng như hiểu yếu tố này như là một yếu tố mới trong việc tưởng niệm Ngài về sau. Ngài đã cho việc bẻ bánh một ý nghĩa mới và liên kết nó chặt chẽ với sứ mệnh của Ngài, cũng như với đời sống của giáo hội qua các thế hệ. Vì cho tới muôn đời, thánh thể vẫn là tột đỉnh và nguồn suối của mọi sinh hoạt của giáo hội. Rồi là phần học hỏi phong vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, trong bài nói về quan niệm môi trường theo học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, chúng ta đã cùng tìm hiểu quan niệm môi trường theo Thánh Kinh, Tân Ước và Cựu Ước. Cũng tiếp tục bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về tương quan giữa con người và vũ trụ. Giáo huấn của Thánh Kinh hướng dẫn con người sống hòa hợp với trái đất và có thái độ đúng đắn với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes số 15 đã khẳng định rằng, nhờ trí khôn, con người vượt lên trên vũ trụ vật chất vì đã chia sẻ ánh sáng của trí khôn Thiên Chúa. Các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị đã nhìn nhận sự đóng góp thiết thực của khoa học và kỹ thuật trong tiến bộ của con người và thế giới. Hiến chế mục vụ số 33 nói rằng, với sự giúp đỡ của khoa học và công nghệ, con người đã mở rộng quyền làm chủ của mình gần như trên toàn thể thiên nhiên và còn tiếp tục đi xa hơn nữa. Công đồng Vaticano đệ nhị đặc biệt nói đến những nỗ lực của con người trong tiến trình phát triển thế giới. Hiến chế số 34 nói rằng, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người đón nhận mệnh lệnh phải chinh phục trái đất và mọi sự trong trái đất, đồng thời cai trị thế giới trong công lý và thánh thiện. Nhờ thi hành mệnh lệnh này, con người và toàn thể thụ tạo được liên kết với đấng mà mọi người nhìn nhận là Chúa Tể và tạo hóa muôn loài. Như thế, khi đặt mọi sự vào tay con người là danh Chúa được tôn vinh trên khắp trái đất. Qua bao thế kỷ,
con người đã lao động để cải thiện hoàn cảnh sống của mình nhờ những nỗ lực rất lớn của cá nhân và tập thể. Đối với những tín hữu, hoạt động cải thiện đời sống của con người phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Những thành quả của khoa học và công nghệ thường có ý nghĩa tích cực. Các tín hữu luôn tin rằng đó là dấu hiệu Thiên Chúa đang ban ơn và đang khai triển kế hoạch mầu nhiệm của người. Giáo hội nhấn mạnh rằng, quyền uy của con người càng lớn, thì trách nhiệm của con người, cá nhân lẫn tập thể càng cao. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong buổi gặp gỡ với các nhà khoa học tại Hiroshima ngày 25 tháng 2 năm 1981 đã lưu ý rằng, khoa học và công nghệ là một sản phẩm kỳ diệu của óc sáng tạo mà Thiên Chúa ban cho con người, và vì chúng đã cung cấp cho chúng ta những khả năng tuyệt vời, nên tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng lợi ích từ những công trình ấy. Trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học ngày 3 tháng 10 năm 1981 đã đánh giá cao rằng, những lợi ích đã và sẽ thu được do con người đã nghiên cứu và ứng dụng khoa học sinh học nguyên tử, khoa di truyền học và những ngành khoa học khác với những ứng dụng công nghệ của chúng trong nông nghiệp và công nghiệp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng nói thêm tại một hội nghị khoa học vào ngày 21 tháng 9 năm 1982 rằng, công nghệ có thể là một công cụ vô giá dùng để giải quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng, trước tiên là vấn đề nghèo đói và bệnh tật, bằng cách sản xuất những loài thảo mộc cao cấp và mạnh mẽ hơn, cũng như bằng việc sản xuất các dược phẩm giá trị. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà khoa học phải tận dụng khả năng nghiên cứu và kỹ thuật của mình một cách trung thực để phục vụ nhân loại, đồng thời phải biết để cho các khả năng ấy tuân theo các nguyên tắc và các giá trị luân lý vốn luôn tôn trọng và giúp thực hiện trọn vẹn phẩm giá con người. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề nghị việc ứng dụng khoa học và công nghệ phải xét tới bản chất của mỗi hữu thể và những mối liên kết hỗ tương của hữu thể ấy trong một hệ thống đã được sắp đặt. Trong thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 37, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta luôn ý thức rằng khả năng biến đổi và khả năng sáng tạo thế giới thông qua lao động của mình luôn luôn dựa trên một điều có trước và có ngay từ đầu, là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì đang hiện hữu. Chính vì thế, con người đã can thiệp vào thiên nhiên để tạo điều kiện cho thiên nhiên phát triển theo sự sống riêng của chúng, sự phát triển của thụ tạo mà Thiên Chúa đã nhắm tới. Khi làm việc trong lĩnh vực hết sức tế nhị này, các nhà nghiên cứu phải bám sát kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài muốn cho con người phải làm chủ các thụ tạo. Bởi lẽ, chính Thiên Chúa đã ban cho con người được cộng tác vào công trình tạo dựng bằng tất cả năng lực của trí khôn mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
đá xanh, ngủ yên giấc mộng lành. Con say tiếng ca, quên tình người bao la. Trong nỗi ước mơ, bờ môi khép tạ tôi. Vâng, vâng Chúa ơi, dương trần này chơi vơi. Con giơ cao tay, xin tạ lỗi những ngày đã qua. Theo chân loài người lên án cha hiền hòa. Con giơ cao tay, xin lần nữa những lần thứ tha. Quý vị và các bạn thân mến, lại một lần nữa chúng ta bước vào mùa chay, một thời điểm Thiên Chúa dang rộng đôi tay chào đón chúng ta trở về với Ngài. Trong mùa đầy hồng ân này, Giáo hội tăng cường nhiều hoạt động mục vụ để mời gọi chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn và để Thánh Thần Chúa hoạt động thanh tẩy tâm hồn chúng ta khi chúng ta thống hối và quay về với Cha. Tội lỗi làm chúng ta buồn phiền và xấu hổ không chỉ vì chúng gây nên những đau khổ nhân sinh, nhưng vì chúng còn tách biệt chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao sự thống hối là quan trọng. Sự thống hối thật sự không chỉ dừng lại ở cảm giác hối tiếc vì tội ta đã phạm, nhưng còn phải bao gồm nhận thức rằng tội lỗi xúc phạm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa và một quyết định khẩn cầu Thiên Chúa giúp ta thay đổi hành vi của mình. Khi chúng ta khiêm nhường, hạ mình xuống, chúng ta để cho Thánh Thần Chúa ban cho chúng ta một quả tim mới và một tinh thần đúng đắn. Thiên Chúa không muốn dừng lại ở việc tha thứ tội lỗi chúng ta. Ngài còn muốn đổ đầy trên chúng ta ơn lành của Ngài. Ngài muốn cả sự tha thứ lẫn sự biến đổi chúng ta. Thật là vui mừng hơn nhiều trong khi nhận ra Cha trên trời yêu thương ta và đồng thời lại thấy quyền năng của Ngài đang thay đổi tâm hồn chúng ta. Trong ngày đầy hồng ân và thương xót này, chúng ta hãy thử suy niệm về mức độ kỳ vọng của chúng ta. Hôm nay đây, bạn hãy chọn lấy chỉ một điều nào đó mà bạn nghĩ rằng Chúa muốn chữa lành cho bạn. Đó có thể là sự nóng giận, sự mất kiên nhẫn, sự thờ ơ cầu nguyện, lòng tham lam hay một điều gì đó. Hãy lặng thinh để Thánh Thần Chúa chỉ cho bạn biết nên bắt đầu từ đâu. Và sau đó, hãy xin Thánh Thần Chúa giúp bạn đứng vững trong quyết tâm thay đổi điều này. Mỗi ngày trong mùa chay này, chúng ta hãy tự nhắc nhở mình rằng chúng ta là một tạo vật mới trong Chúa Giêsu và chúng ta không bao giờ còn bị ràng buộc bởi hành vi đó nữa. Hãy tin rằng khi chúng ta làm phần việc của mình, Thiên Chúa sẽ tuôn đổ hồng ân và quyền năng trên chúng ta để giúp chúng ta chọn Ngài chứ không phải là tội lỗi. Trong khi mùa chay tiếp tục, chúng ta sẽ thấy mình thay đổi càng ngày càng nhiều hơn nhờ hồng ân của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa đã cho con niềm vui được tha thứ. Con hướng về Ngài với tất cả tâm hồn con và đặt hy vọng của con nơi hồng ân biến đổi của Ngài. Muốn bóng chiều đợi mong cánh diều hiền, con nay đã quên
không màng tình vô biên, còn tay chắp tay quỳ đầy sáng hào đầy, mong xin Chúa thương cho về bờ yêu đương. Con dâng cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua, theo chân loài người lên ám cha nghìn hoa. Con dâng cao tay xin lần nữa những lần thứ tha cho ân tình đầy ngọt môi xây đàn ca. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.